Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 26 tháng 1 trên kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, đợt không khí lạnh rất mạnh vừa qua đã khiến cho người dân miền Bắc rất vất vả để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm và rau màu. Tuy đã chủ động nhiều biện pháp nhưng những thiệt hại về nông nghiệp là không thể tránh được. Tính riêng hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đến ngày hôm nay đã có hơn 350 con trâu, bò, dê bị chết do giá rét. Còn ở Lào Cai, địa phương có điều điểm xuất hiện băng giá và mưa tuyết nhất trong đợt này, gây thiệt hại 250 hecta rau, hoa và cây dược liệu. Theo dự báo, nhiệt độ ở miền Bắc cũng chưa nhích lên nhiều trong đêm nay và ngày mai. Với sự tồn tại của không khí lạnh và dòng xiết gió Tây trên cao, nên mưa rào và dông còn tồn tại ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Nền nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng rét đậm rét hại, phổ biến trong khoảng 7 đến 12 độ, vùng núi dao động từ 3 cho đến 7 độ, nhiều nơi vẫn dưới 0 độ, băng giá vẫn còn có khả năng xuất hiện. Theo dự báo, phải đến ngày 28 tháng 1, khối không khí lạnh suy yếu nhanh, hệ thống gây mưa trên cao cũng di chuyển nhanh sang phía đông, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm nhanh và nhiệt độ tăng trở lại, trời ấm áp hơn nên bà con nông dân nên tranh thủ hong phơi, chế biến thức ăn cho gia cầm và vật nuôi. Ở miền Trung, không khí lạnh cùng với đới gió Đông Bắc gặp địa hình đón gió khiến cho mưa còn duy trì từ các tỉnh Thanh Hóa kéo dài đến tận Phú Yên. Nhiệt độ tại khu vực vẫn chưa tăng nhiều trong ngày mai. Ở tại Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm rét hại, nhiệt độ trong khoảng 7 đến 13 độ. Trung Trung Bộ nhiệt độ tăng nhẹ lên khoảng 18 đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành cực Nam nhiệt độ ít biến đổi, phổ biến trong khoảng 27 đến 30 độ. Vậy là trong ngày mai, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung thời tiết vẫn duy trì rét đậm rét hại, bà con vẫn cần áp dụng các biện pháp bảo vệ diện tích nông nghiệp của mình. Đối với những diện tích thủy sản, bà con cũng nên quan tâm khi mà nhiệt độ giảm rất thấp có thể làm thủy sản chết do sức đề kháng yếu. Với đàn cá giống đang lưu giữ, bà con nên chú ý thả bèo 2/3 ao về phía Bắc để chắn gió, góc ao để những sọt rơm rạ cho cá trú đông. Với cá chim trắng, cá rô phi, ếch Thái Lan, do chịu rét kém, bà con nên duy trì độ sâu nước ao từ 1,4 đến 1,5 mét kín gió ở các góc ao, làm những bó rơm rạ hoặc bao tải dứa để cá trú đông. Bà con nên tăng cường chế độ ăn giàu vitamin C, chú ý tăng cường chất dinh dưỡng để cá tăng sức đề kháng. Với các loài thủy sản nuôi thương phẩm, bà con cần che kín ao bằng bạt ni lông, lá dứa để tránh gió lùa. Khi mà trời rét đậm, bà con dùng tre làm dàn trên mặt ao hồ, che phủ kín bằng bạt ni lông. Dưới ao thì bơm nước sâu từ 1,4 cho đến 1,5 mét. Mặt ao thả bèo Tây ở vào khoảng 2/3 diện tích ao về phía Bắc để chắn gió. Quay trở lại với thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam, không khí lạnh với cường độ mạnh khuếch tán sâu khiến cho nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giảm. Mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên là từ 25 đến 27 độ. Còn ở tại Nam Bộ thì nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 6 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 10 đến 12 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 89%. Với các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao đề phòng có băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 6 cho đến 9 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 10 đến 12 độ và độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là từ 7 cho đến 9 độ, phía Nam dao động từ 12 đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc là 11 đến 13 độ và phía Nam 16 đến 18 độ, với độ ẩm trung bình 89 đến 94%. Lui xuống khu vực các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa từ Đà Nẵng đến Phú Yên, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc là từ 15 đến 18 độ, phía Nam dao động từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 23 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình phía Bắc 91 đến 96%, phía Nam 79 đến 83%. Trở lên vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 với mức nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ và cao nhất dao động từ 23 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 77 đến 82%. Với khu vực các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông từ 19 đến 21 độ, miền Tây dao động từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm trung bình từ 60 đến 70%.
Bản tin thời tiết đồng vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.